Xin chào quý vị và các bạn. Chiếc ống kính máy quay của Hùng Huyền Đông Anh là hai cặp loa JBL có model là 4312 MK2. Vâng, hai cặp loa này mới về tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh ngày 10 tháng 4. Và hiện nay mức giá của model 4312 MK2 đẹp xuất sắc đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 27 triệu đồng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến model này thì xin mời đến với trung tâm Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10 số 12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Xin nhắc lại, model loa JBL 4312 MK2 Canchoy Monitor đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 27 triệu đồng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến model này thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10 số 12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Hùng Huyền Đông Anh rất hân hạnh được đón tiếp quý vị và các bạn.